Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng mỗi ngày đang sống hôm nay. Tôi là Kim Tuyến, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay, bệnh sởi và những biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh người cha, người mẹ cùng con chiến đấu với bệnh sởi trong bệnh viện đang ngày một gia tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về dịch sởi có nguy cơ bùng phát và lây lan mạnh. Lo lắng và hồi hộp là những trạng thái của các phụ huynh khi trẻ được chẩn đoán mắc bệnh sởi. Đáng lo ngại khi trong đợt dịch bệnh sởi năm nay, các bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận có đến 3 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi. Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do virus sởi gây nên. Đến nay, sởi vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Hiện nay, số ca mắc sởi đang gia tăng đáng kể tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Những ngày qua, nhiều bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vì mắc bệnh sởi. Đa phần bệnh nhi nhập viện đều có bệnh lý nền đi kèm hoặc chưa kịp tiêm vaccine. Trong đó có những ca đến từ các tỉnh thành khu vực phía Nam, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị công bố dịch sởi trên toàn thành phố, đồng thời cảnh báo ở cả khu vực phía Nam. Ghi nhận tại phòng cấp cứu hai khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 10 ca mắc bệnh sởi nặng đang phải thở oxy. Phần lớn các bệnh nhi này đều đang độ tuổi còn rất nhỏ. Sốt ho ẩm như đây, nó có bệnh hình nền đó, nó bị bệnh xương đá. Thì nên không có chích sởi gì nữa. Hôm qua chị đi mấy ẩm bé vô trong này khám thì bác sĩ nói là bé bị sởi và bé chưa có chích ngừa sởi. Này hầu như đi vô làm xét nghiệm hầu như tất cả các ca đa số hơn phân nửa là dương tính. Khi chúng ta khảo sát ra thì chúng ta đúng là dịch sởi lan tràn thật sự. Bệnh sởi nó lây rất ư là nhanh, chúng thấy rất là nhanh. Có nghĩa nó lây có thể giữa trực tiếp hoặc là gián tiếp. Như là trực tiếp là giữa tiếp xúc giữa người lành với lại người bệnh. Còn gián tiếp ví dụ như là một cái người mắc bệnh sởi mà họ sử dụng các vật đồ chơi hay là họ ho hắt hơi sổ mũi thì khi một cái đứa trẻ khác mà bóc cái vật dụng nó vô thì sẽ bị lây. Tại khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đang có hơn 50 ca điều trị, phần lớn đều trong tình trạng nặng. Trước tình hình số ca mắc bệnh sởi diễn biến nặng tăng nhanh mỗi ngày, các bác sĩ khuyến cáo người nhà cần sớm có biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, đồng thời phát hiện sớm các triệu chứng để đưa trẻ đi khám và điều trị kịp thời, tránh hậu quả nặng nề. Sở Y tế đã chỉ đạo rất là quyết liệt tới tất cả các bệnh viện là đều phải thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, bao gồm có là phân luồng đối với những trường hợp nghi sởi từ ngay khi mà bắt đầu tiếp cận ở bệnh viện. Đối với lại những cái bệnh nhân mà đã được chẩn đoán hoặc là đang theo dõi chẩn đoán thì cũng sẽ được phân luồng để khu điều trị riêng để tránh lây nhiễm chéo ở trong bệnh viện. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, riêng ngày 12 tháng 8, số lượng bệnh nhân nội trú mắc bệnh sởi là 50 ca, đa phần đều trong tình trạng nặng. Trong đó, nhiều ca phải thở oxy và có bệnh lý nền như hen suyễn, tim bẩm sinh, thận hư, bệnh lý huyết học. Những bệnh nhi này thường cần điều trị kéo dài, tốn nhiều thời gian và chi phí. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mức độ lây lan của bệnh sởi rất nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là ở trẻ dưới 5 tuổi và những trẻ dưới 9 tháng tuổi mang các bệnh lý nền, chưa được tiêm vaccine đầy đủ. Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận các ca bệnh sởi, hầu hết đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Bệnh nhi 13 tháng tuổi này, từ lúc sinh ra tới nay liên tục bị bệnh vặt nên gia đình không thể đưa bé đi tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là thiếu mũi vaccine ngừa bệnh sởi. Gần đây, bé có các triệu chứng sốt, đau họng, nổi ban rải rác toàn thân. Bệnh nhi được nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh sởi biến chứng viêm phổi. 9 tháng là tiêm mũi sởi nhưng mà bé bệnh không có tiêm được. Thì nó bệnh, nó kéo dài, nó cứ sốt đi sốt lại rồi không có tiêm được cái mũi sởi. Rồi tới 12 tháng thì định đi tiêm cho bé nhưng mà bé nó nhập viện. Bé nó nhập viện lần đầu là 5 ngày, lần thứ 2 là 11 ngày. Giờ lần này là lần thứ 3. Còn bệnh nhi 5 tháng tuổi này đang điều trị bệnh thận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không may mắc thêm bệnh sởi với các biểu hiện sốt, ho không hạ. Sau thời gian điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhi đã dần bình phục. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch bệnh, hầu hết số ca mắc là những trường hợp trẻ chưa được tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi.
Sở Y tế thành phố cũng đã triển khai tiêm vaccine đồng loạt ở tất cả các trạm y tế, xã, phường, thị trấn trên toàn thành phố nhằm tăng độ bao phủ vaccine, chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Em thấy tầm quan trọng của việc chích ngừa, cho nên là em đi chích nhắc lại cho bé. Em nghe ở phường báo là có chích nhắc thì em đi chích cho bé một lần. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi phụ huynh đưa con đến các trạm y tế để tiêm vaccine. Trẻ sẽ được tiêm chủng miễn phí 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi vào lúc 9 tháng và 18 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, thông tin trong tuần gần nhất, tuần thứ 32, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh có 63 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 25 ca sởi xác định. Số ca sởi từ đầu năm đến tuần 32 là 153 ca. Trong khi ở tuần 31 trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 60 ca sốt phát ban nghi sởi, trong số đó có 9 ca được xác định. Như vậy, trong tuần 32 này, số ca sốt phát ban nghi sởi và số ca sởi được xác định đều tăng cao so với những tuần trước đó. Đặc biệt, số ca được xác định mắc bệnh sởi tăng gấp 2 lần so với những tuần trước đó. Bệnh sởi được các bác sĩ tại các bệnh viện ghi nhận tăng hơn một tháng qua và tăng đột biến trong hơn một tuần qua. Không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, tại tỉnh Kiên Giang cũng đã bắt đầu ghi nhận các ca bệnh sởi. Từ đầu tháng 4 năm 2024 đến tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh có 6 huyện, thành phố xuất hiện các ca mắc bệnh sởi với tổng số hơn 100 ca. Chị Bùi Thị Kim Lanh, chú huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, có con trai 11 tháng tuổi, đang được điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang cho biết, sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bé đã tiến triển tốt hơn, uống được nhiều sữa và tươi tỉnh hơn. Tuy nhiên, vẫn đang được tiếp tục theo dõi vì bé được chẩn đoán bị biến chứng sang phổi. Lúc đầu ở nhà đó là bé nóng, nóng là được mắt bé nó đỏ lên, đỏ hột không luôn á. Rồi em mới ẩm thẳng lên trên đây luôn, vô đây thì bác sĩ mới xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu rồi mới biết nó bị bệnh sởi. Sởi mà không có biến chứng thì ở phòng khám thì sẽ được tư vấn cho về và tự cách ly ở nhà, tự cách ly theo dõi ở nhà, quay trở lại nhập viện khi có những cái biến chứng nặng. Còn những đối với những trẻ mà đã có biến chứng thì sẽ theo dõi tại bệnh viện. 4 bác sĩ đã được đều được đào tạo tập huấn về các bệnh lý về đường hô hấp. Viện Dịch tễ Trung ương trực tiếp rà soát hỗ trợ các vấn đề đáp ứng sởi, điều tra tình hình tiêm vaccine sởi. Qua đó cho thấy có khoảng 30% trong tổng số trẻ bệnh là không tiêm hoặc thiếu liều vaccine. Việc nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi là nguy cơ làm cho dịch bệnh, trong đó có bệnh sởi phát triển. Để phòng chống bệnh sởi, ngành y tế Kiên Giang tiếp tục truy vết đối tượng tiếp xúc gần, cách ly tại nhà phù hợp với các trường hợp liên quan đến bệnh sởi để phòng tránh và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng, chuẩn bị sẵn sàng chiến dịch tiêm bổ sung sởi rubella khi được phê duyệt chủ trương và cung ứng vaccine từ trung ương, đẩy mạnh truyền thông về phòng chống dịch bệnh, trong đó chú trọng truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích và tầm quan trọng của tiêm vaccine đúng và đủ liều theo khuyến cáo của ngành y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, các ca bệnh truyền nhiễm có chiều hướng gia tăng, trong đó ghi nhận sự quay trở lại của bệnh sởi. Đáng lo ngại là do khoảng thời gian thiếu vaccine tại địa phương đã tạo nên những khoảng trống miễn dịch. Địa phương đang tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dịch sởi, không để bùng phát và lây lan. Tại bệnh viện, hầu hết các ca bệnh sởi đều nhập viện trong tình trạng nặng với các triệu chứng điển hình. Đa phần các ca có biểu hiện biến chứng hết sức nguy hiểm. Trường hợp bệnh nhi 4 tuổi này nhập viện sau một tuần với biểu hiện từ sốt nhẹ đến sốt nặng, kèm theo viêm kết mạc mắt, nghiến răng, phát ban khắp người. Bệnh nặng khiến trẻ mệt mỏi, không ăn được, gây sụt cân trầm trọng. Do hoàn cảnh hay đi làm xa, không có thời gian về tiêm vaccine. Mong các phụ huynh là cứ tới ngày là cho em nó đi tiêm để phòng chống như thế này, để như thế này rất là nguy hiểm. Tương tự, bé trai chỉ mới hơn 1 tuổi này cũng nhập viện với các triệu chứng ho, sốt, nôn ói. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhi dương tính với virus sởi. Đối với trường hợp trẻ mắc sởi đơn thuần không có biến chứng, các dấu hiệu sẽ giảm dần trong 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, một vài trẻ có thể xuất hiện biến chứng với các triệu chứng viêm phổi, viêm tai giữa cấp, viêm não, rất nguy hiểm và cần can thiệp y tế kịp thời. Trẻ mắc sởi sau đó một yên bình sau một vài năm thì mắc cái tổn thương viêm sơ hóa não thì có thể có để lại di chứng thần kinh. Và đặc biệt là có những trường hợp mà nặng quá, viêm phổi nặng, viêm tai giữa nặng biến chứng và viêm não nặng có thể dẫn đến tử vong.
Thì đây là những cái biến chứng rất nguy hiểm ở trẻ mắc sởi mà chúng ta vô cùng phải cần phải để ý. Thì vì tiêm phòng sởi chúng ta tiêm là thứ nhất là nếu mà tiêm sởi mũi không thì cho trẻ 9 tháng tuổi. Còn tiêm MR thì là cho trẻ từ trên 12 tuổi lên đối lớn, nhưng mà đối với chương trình tiêm miễn phí MR thì sởi cũng ra thì chỉ dưới trẻ 5 tuổi. Do vậy thì chúng ta bị mất cái khoảng trống vaccine, không phải vaccine sởi nói chung mà từ năm 2023 đến đầu năm 2024 thì là cái khoảng trống vaccine kể cả năm trong một. Bệnh sởi thường xảy ra ở những trẻ chưa tiêm chủng, phòng bệnh sởi tốt nhất bằng vaccine. Tỉnh Đắk Lắk đang rà soát đồng thời lên kế hoạch tiêm bù, tiêm vét các loại vaccine cho trẻ, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng bệnh và chủ động đưa con đến các cơ sở y tế để tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế. Thưa quý vị, tại tỉnh Cà Mau, thời gian qua do tình trạng thiếu hụt vaccine, nhiều trẻ trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm hoặc tiêm không đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi. Do đó, miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng giảm, dẫn đến nguy cơ bệnh sởi lây lan và bùng phát rất cao. Theo ngành y tế Cà Mau, triệu chứng ban đầu của bệnh sởi như sốt cao, ho, chảy máu mũi và phát ban đỏ khắp cơ thể. Bệnh sởi có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não và thậm chí tử vong. Tính đến ngày 2 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Cà Mau ghi nhận 9 ca mắc sởi, tỷ lệ tiêm chủng sởi mũi 1 đạt 42,5%. Những ca mắc sởi này đều chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ các mũi vaccine phòng bệnh sởi. Hiện ngành y tế Cà Mau đang tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế để nhanh tiến độ tiêm chủng, giám sát chặt chẽ bệnh sởi trên địa bàn. Hiện giờ thì đối với huyện Phú Tân, các cái dịch bệnh mà có vaccine phòng ngừa thì hiện giờ thì cũng là ổn định, không có diễn biến gì là phức tạp. Tinh thần đó thì chúng tôi tiếp tục triển khai tiêm chủng cho đây tới tháng 9 thì hết xong cái đối tượng tiêm bù tiêm vét, và tới tháng 12 thì đạt cái tỷ tiêu tiêm chủng năm 2024. Tuyên truyền vận động cho bà con thì thông qua cái trạm truyền thanh của xã và chỗ truyền thanh đại trạm. Thứ ba nữa thì công tác tuyên truyền tổ y tế ấp tuyên truyền vận động cho bà con những cái đối tượng mà lên trạm tiêm bỏ sót còn sót đi về vận động đến từng hộ dân. Dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ bệnh sởi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỉnh Cà Mau là tỉnh có nguy cơ cao bùng phát bệnh sởi. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp phòng chống của ngành y tế, thì người dân cần chú trọng thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại hộ gia đình, đồng thời theo dõi nếu có các dấu hiệu của bệnh sởi, cần báo ngay cho cán bộ y tế để được hướng dẫn điều trị kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, sởi được xếp vào nhóm B cùng với các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh và có thể gây tử vong. Đến nay, sởi vẫn là một trong 11 bệnh truyền nhiễm phải được tiêm chủng bắt buộc đối với trẻ em theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm với lịch tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh sởi chỉ được kiểm soát khi tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đạt 95% với 2 liều vaccine. Vì vậy, phụ huynh phải cho con em đến cơ sở y tế tiêm đủ 2 mũi sởi theo lịch tiêm chủng để tạo miễn dịch cho trẻ. Theo đó, cần cho trẻ đi tiêm vaccine sởi mũi 1 khi trẻ đủ 9 tháng tuổi. Khi trẻ đủ 18 tháng tuổi, cần đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi rubella mũi 2. Trường hợp trẻ chưa được tiêm vaccine sởi nói riêng và các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc trễ lịch tiêm theo hẹn, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng đầy đủ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi gia đình có trẻ nhỏ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng theo thông báo của y tế địa phương nơi đang cư trú. Phụ huynh cần chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ. Đặc biệt, trẻ có bệnh lý nền và trẻ sắp đi học trở lại cần được tiêm phòng để giảm nguy cơ mắc bệnh. Chủ đề bệnh sởi và những biến chứng nguy hiểm mà chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị cũng đã kết thúc thời lượng dành cho chương trình Chuyện mỗi ngày hôm nay. Hy vọng quý vị khán giả có thêm cho mình nhiều thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời, chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.